gặp nhiều thách thức. Venasio, Công Phượng, hết sức khẩn trương. Cơ hội dành cho Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn đối mặt, và đây là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Khó ai có thể nghĩ tới một kết quả như thế này trước khi bước vào cuối đầu ngày hôm nay. 3-0. Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm được hai bàn thắng nữa, và đó là những pha lập công của những cái tên như là Công Phượng và Huy Toàn. Người ta đã chờ đợi vào Công Phượng và Huy Toàn từ rất lâu rồi, cho những bàn thắng đánh dấu được dấu ấn cá nhân của họ cho sự trở lại. Với những cầu thủ đã phần nào đó mất đi phong độ, họ rất cần có những bàn thắng như thế này để khẳng định mình. Và hãy cùng xem pha xử lý này của Võ Huy Toàn. Tỷ số là 3-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có một trận đấu có thể nói là miễn chê với người hâm mộ của họ, nhưng cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bàn thắng mở tỷ số chính là bàn thắng quan trọng nhất với đội bóng của huấn luyện viên Chu Hoài Sông ở trận. Số 37 Bruno, số 91 Luis Silva và số 99 là Nhâm Mạnh Dũng. Và đập nhả giữa Công Phượng và Amido Bande khá hay. Một lần nữa thì khán giả đã tới sân tương đối đông để cổ vũ cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng dễ hiểu bởi vậy đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất đối với người hâm mộ bóng đá của Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều dài của V-League mùa giải 2020. Viettel xứng đáng là một đội bóng mạnh mà họ sẽ chờ đợi. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là pha xử lý của Võ Huy Toàn. Pha xử lý an toàn của Luis Silva. Anh cũng đã gặp phải áp lực lớn từ Amido Bande. Đó có lẽ là một tình huống chủ đích phá bóng ra ngoài biên. Những bước lập bập cuối cùng đã khiến cho câu lạc bộ Viettel phải đón chịu một quả đá phạt góc. Trong những tình huống cố định thì Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn chứng tỏ được họ. Với những bàn thắng trên sân của Hoàng Nam và những bàn thắng ở những phút cuối cùng của Xuân Nam. Đó là pha góc của Võ Huy Toàn. Sút bóng, cú vào. Đó chính là những gì mà tôi đã nói. Những tình huống cố định luôn mang lại những cơ hội thực sự cho Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Vào những thời điểm bế tắc nhất thì mọi thứ sẽ được họ giải quyết bằng những cơ hội như vừa rồi. Bóng lập bập và đã gây ra không ít khó khăn với thủ môn Nguyên Mạnh. Đó cũng được coi là những cơ hội sắc nét đầu tiên mà Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra được ở trận đấu này. Thực tế là với những gì mà chúng ta chứng kiến kể từ đầu trận thì một lần nữa phải khẳng định rằng Viettel luôn chơi hay khi họ chơi trên sân khách. Nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng, Sâm Ngọc Đức vẫn còn. Sâm Ngọc Đức vừa ngã nhưng không thể có một quả đá phạt 11m. Chắc chắn là như vậy. Nằm màu áo trắng trước mặt Công Phượng và các vệ tinh xung quanh anh thì lại xuất hiện hơi chậm. Sẽ là một quả tạt. Cười! Và đó là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số là 1-0. Những cú đánh đầu đang mang lại cho Thành phố Hồ Chí Minh quá nhiều bàn thắng ở trận vòng đấu mà chúng ta đã theo dõi tại V-League 1 2020. Bàn thắng trên sân của Quảng Nam, bàn thắng ở những phút cuối cùng ở vòng thứ hai trên sân vận động Thống Nhất. Và bây giờ là một cú đánh đầu của người Hàn Quốc đã ghi bàn giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên, di chuyển hợp lý, thông minh chiếm lĩnh khoảng trống và mang về bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Hoài Sông. Nhưng đây là một cách tiếp cận khác anh Long ạ. Đây là một cách ghi bàn tiếp cận mà như tôi đã nói là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải làm được. Nghiêng về đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội vừa rồi là tình huống xử lý không an toàn của Đức Chiến. Rất may là cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã không biến cơ hội vừa rồi thành một bàn thắng.
cơ hội cho Viettel từ một quả đá phạt bên phía hành lang cánh phải. Khắc Ngọc. Mọi thứ đã phần nào được giải tỏa. Với khả năng điều phối của mình được thể hiện rõ nét thì đây có lẽ là một trong những trận đấu tốt nhất của cầu thủ người Hàn Quốc Seung Dak. Và anh tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn của mình trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó cũng là trận đấu mà Việt Nam dẫn trước. Đã có một tiếng kê chân. Người đang lăn lộn trên sân đó là Huy Toàn. Và thẻ phạt đã sẵn sàng. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Việt Phong. Hiệp hai đã trở nên nóng hơn. Đã có những chiếc thẻ phạt dành cho Hữu Tuấn. Và vừa rồi là một tiếng kê chân nguy hiểm của Việt Phong, khiến anh phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên cho Viettel ở trận đấu này. Thẻ vàng xứng đáng dành cho số 1 bên phía Viettel. Pha kê chân hết sức nguy hiểm. Võ Huy Toàn đang tỏ ra rất đau. Với những sự bổ sung tương đối chất lượng thì mục tiêu của Viettel trong mùa giải năm 2020 đó chính là lọt vào top 5. Nhưng như những gì huấn luyện viên Trường Việt Hoàng nói, nếu có cơ hội thì họ sẽ sẵn sàng đua đến ngôi vô địch cùng với các đội bóng như câu lạc bộ Hà Nội cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh. Và những điều huấn luyện viên Trường Việt Hoàng nói là hoàn toàn có lý. Không có lỗi việt vị của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng không được, bóng vẫn trong chân Công Phượng, rất hay, sút chân trái 2-0 cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đã lên tiếng. Có thể nói đến lúc này thì Công Phượng không phải là bàn thắng của Công Phượng, chúng khác là bàn thắng của Công Phượng, nhưng Công Phượng đã chơi rất hay ở trong trận đấu này. Sân Thành phố Hồ Chí Minh đang bùng nổ. Đó là một bàn thắng thể hiện được quyết tâm và sức chứa tuyệt vời của Công Phượng. Và có lẽ là lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một bàn thắng thể hiện được tất cả những gì tốt nhất mà người ta đã từng biết đến Công Phượng kể từ khi anh xuất hiện cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao vệ Viettel, nhưng Công Phượng vẫn quyết tâm theo tới cùng. Và có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi là miễn chê. Tỷ số đó là 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chắc chắn là màn ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang có mặt trên khán đài của sân vận động Thống Nhất vào thời điểm này. Mặt sân đã trở nên trơn trượt hơn sau cơn mưa. Nó khiến cho những toan tính trong những cú chạm bóng của các cầu thủ gặp nhiều thách thức. Venasio. Công Phượng hết sức khẩn trương. Cơ hội dành cho Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn đối mặt. Và đây là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. 3-0. Khó ai có thể nghĩ tới một kết quả như thế này trước khi bước vào cuối đầu ngày hôm nay. 3-0. Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm được 2 bàn thắng nữa. Và đó là những pha lập công của những cái tên như là Công Phượng và Huy Toàn. Người ta đã chờ đợi vào Công Phượng và Huy Toàn từ rất lâu rồi cho những bàn thắng đánh dấu được dấu ấn cá nhân của họ cho sự trở lại. Với những cầu thủ đã phần nào đó mất đi phong độ, họ rất cần có những bàn thắng như thế này để khẳng định mình. Và hãy cùng xem pha xử lý này của Võ Huy Toàn. Tỷ số là 3-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có một trận đấu có thể nói là miễn chê với người hâm mộ của họ. Nhưng cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bàn thắng mở tỷ số chính là bàn thắng quan trọng nhất với đội bóng của huấn luyện viên Chu Hae-seong ở trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là tính cho tới thời điểm này. Một bàn thắng mà một lần nữa Công Phượng lại góp dấu ấn.
một đường chuyền không thể chê vào đâu được của Nguyễn Công Phượng dành cho Võ Huy Toàn. Có thể nói đến lúc này thì không cần phải nói đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì đây cũng sẽ là một trận đấu rất hay của Nguyễn Công Phượng trước khi trận đấu này diễn ra. Đây mới là phút 71 của trận đấu, tỷ số là 3-0. Nhưng về đội chủ nhà, các bàn thắng được ghi cho công của Seo Yang Đắc, Nguyễn Công Phượng và Võ Huy Toàn. Nguyễn Công Phượng. Lần này thì Nguyễn Công Phượng đã chạm bóng không thành công. Trận đấu rất tích cực của Võ Huy Toàn. Khắc Ngọc đang bị theo rất sát bởi Seo Yang Đắc. Việt Phong. Tình huống quạt hợp bóng hay. Trọng tài xác định không có lỗi của Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Công Phượng. Trọng tài xác định có lỗi của Công Phượng đối với Luis Silva. Nhưng theo chúng tôi thì trong tình huống Việt Phong quạt bóng trước đó thì trọng tài có lẽ phải thổi phạt một cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Huy Toàn rời sân. Ngô Viết Phú là người sẽ được sử dụng. Có vẻ như trọng tài Nguyễn Ngọc Châu hơi nhẹ tay đối với Vũ Minh Tuấn. Một tình huống kéo người có thể nói là hết sức lộ liễu. Mà nếu như Vũ Minh Tuấn không phạm lỗi với Ngô Tùng Quốc thì đó có thể sẽ là cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Sút bóng bằng chân trái, bóng đi đập xa ngang của Nguyên Mạnh. Một pha xử lý hay của đội trưởng Đỗ Văn Thuận. Quạt bóng bằng chân phải và sút ngay bằng chân trái. Đỗ Văn Thuận là cầu thủ sút rất tốt bằng cả hai chân. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho Viettel trong tình huống vừa rồi. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Viettel. Chiến thắng 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Cầu thủ ghi bàn đó là Seo Yang Đắc ở phút thứ 26, Nguyễn Công Phượng ở phút thứ 62 và Võ Huy Toàn ở phút thứ 67. Đây là một trận đấu mà Nguyễn Công Phượng đã chơi rất hay với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Một dấu ấn của huấn luyện viên Trương Huy Sông trong trận đấu này. Sau trận đấu này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại với cuộc đua vô địch. Một chiến thắng hết sức quan trọng sau khi họ đã để thua trong trận derby Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1 trước Sài Gòn. Cuối trận đấu này thì đã có những xô xát nhất định hai bên. Nhưng các trọng tài đã kịp thời xua đi những cái đầu nóng.